Xin chào tất cả các anh em đã trở lại với Hà Nội Computer. Thì hiện tại ở trên thị trường có rất là nhiều những chiếc màn hình đồ họa khác nhau, khiến cho người dùng không biết được chiếc màn hình nào là phù hợp với nhu cầu của mình. Và bây giờ thì đang có một nhu cầu khá là lớn về trong ngành, đó chính là ngành in ấn, ngành dệt may. Vậy thì hôm nay để đáp ứng được nhu cầu đó, Hà Nội Computer sẽ giới thiệu cho các bạn, đó chính là sản phẩm một chiếc màn hình đồ họa chuyên nghiệp dành cho những người nào làm trong ngành in ấn. Một chiếc màn hình đồ họa với độ phân giải là 2K ViewSonic VP2768A với độ phủ màu 100% giải màu sRGB, được chứng nhận bởi Pantone và Delta E là nhỏ hơn 2. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc màn hình này thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Hãy bắt đầu nói về vẻ ngoài và tính năng của nó đi được không ạ? Điểm ấn tượng đầu tiên của mình với chiếc màn hình này đó chính là viền màn hình rất là mỏng. Nó không chỉ giúp cho bạn có thể sắp xếp đa màn hình một cách đẹp hơn mà nó còn đảm bảo được cho tính thẩm mỹ và sự sang trọng của chiếc màn hình. Một điểm nữa mà mình cảm thấy ấn tượng về cái màn hình này đó chính là ViewSonic đã bỏ logo của hãng ở phần dưới này đi để tạo ra một cảm giác liền mạch và tăng tính sang trọng của nó lên. Đây là một điểm khác biệt so với những thương hiệu khác trên thị trường hiện nay. Rồi, nhưng mà một điểm trừ đó chính là cái chân đế ở đây nó lại làm được bằng nhựa. Mình nghĩ rằng nếu mà chân đế này làm bằng sắt thì nó sẽ sang trọng hơn. Nhưng mà với cái độ hoặc là với kích cỡ là 27 inch này thì chân đế bằng nhựa cũng tương đối là chắc chắn. Và với cái giá tiền cùng với cả những tính năng đi kèm của chiếc màn hình này thì mình nghĩ là chúng ta không thể đòi hỏi hơn nhiều được. Nói về điểm trừ rồi thì chúng ta phải nói về điểm cộng chứ ạ. Chân đế này thì có thiết kế rất là công thái học, có thể xoay sang trái, xoay phải, ngửa lên cụp xuống và di chuyển lên xuống một cách tùy ý ở trong một khoảng rất là rộng. Một điểm vô cùng đặc biệt nữa đó chính là tính năng tự động xoay màn hình Auto Pivot của ViewSonic. Khi mà các bạn nghiêng màn hình này ở một góc 90 độ thì thông qua ứng dụng đó chính là V Display Manager của ViewSonic có thể tương thích với cả hệ điều hành Windows và hệ điều hành macOS. Thì khi mà các bạn nghiêng một phát là nó sẽ tự động xoay màn hình luôn. Nếu mà các bạn không muốn sử dụng chân đế bằng nhựa này và các bạn muốn làm đẹp góc làm việc, các học tập của mình thì các bạn có thể thay nó bằng một chân VESA, do chiếc màn hình này còn hỗ trợ là chuẩn VESA 100x100. Bây giờ thì nói về nút bấm đi được không ạ? Ở bên tay phải thì chúng ta sẽ có đó chính là một nút nguồn và 5 nút bấm menu. Bên tay trái thì cũng không có gì nhiều, chỉ có một cái Kensington lock. Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ có đó chính là rất là nhiều các cổng kết nối. Đầu tiên chúng ta sẽ có là cổng nguồn. Rất may mắn làm sao, ViewSonic VP2768A hỗ trợ đó là nguồn nằm ở bên trong, để cho anh em có thể không cần phải lo lắng về vấn đề là đi dây, là đặt cái cục nguồn của màn hình ở đâu. Bên cạnh đó thì chúng sẽ có hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort in, một cổng USB Type-C, một cổng DisplayPort out, một jack audio, một cổng USB Type-B, hai cổng Type-A với cả một cổng LAN. Một điểm rất đặc biệt ở cổng USB Type-C này là nó không chỉ hỗ trợ xuất màn hình mà nó còn hỗ trợ sạc laptop của bạn lên tới là 90W nữa. Thế nên là các bạn có thể rất là tiện lợi khi sử dụng những chiếc laptop như là chiếc laptop MacBook này hoặc là một số laptop Windows đời cao. Ngoài ra thì nó, cổng USB Type-C này còn hỗ trợ đó chính là kết nối mạng LAN thông qua cổng Internet ở dưới màn hình này. Và thật tuyệt vời làm sao, ViewSonic cũng tặng kèm cho các bạn một chiếc dây USB Type-C, đầu Type-C sang Type-C nhé, để các bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng và không cần phải đầu tư thêm một chiếc dây nào nữa. Ở đây chúng ta có thể thấy đó chính là hai cổng DisplayPort. Hai cổng DisplayPort này phục vụ một tính năng đó chính là daisy chaining, tức là khi mà các bạn kết nối xuất hình từ laptop, từ máy tính của các bạn thông qua cổng DisplayPort hoặc là cổng Type-C thì các bạn có thể mở rộng ra thêm một chiếc màn hình nữa mà không cần phải tốn thêm bất kỳ cổng nào trên máy tính của bạn. Rất là tiện lợi cho những em nào sử dụng MacBook chẳng hạn. Khi mà sáng đi học, đi làm thì các em cầm máy đi thôi, về nhà cắm cổng Type-C vào, thế là có mạng này, có hai màn hình này và sạc luôn nữa. Rất là hay. Nhưng mà những điểm tuyệt vời chưa dừng lại ở đó. Đây là một chiếc màn hình phẳng với kích cỡ là 27 inch, sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải là QHD, tức là 2560 nhân với cả 1440. Độ contrast của chiếc màn hình này là 1000 chia cho 1. Độ sáng là 350 nit. Do là sử dụng tấm nền IPS nên là góc nhìn theo chiều dọc và chiều ngang đều rất là rộng, đó chính là 178 độ. Ở dưới đây chúng ta sẽ có tấm nền là 8 bit, phủ 100% giải màu sRGB. Và một điểm đặc biệt hơn cả đó chính là tấm nền này đã được công nhận bởi Pantone
Pantone thì là một tập đoàn màu sắc rất là lớn và họ rất nổi tiếng về hệ thống màu Pantone. Hệ thống màu này thì là đã có đăng ký bản quyền và được sử dụng rất nhiều trong các ngành công nghiệp khác nhau, và đặc biệt là trong những ngành in ấn, ngành dệt may, ngành sản xuất màu, sản xuất sơn màu, sản xuất nhựa và nói chung là tất cả những gì xuất hiện ngoài đời thật ấy. Vậy thì chứng tỏ rằng là chiếc màn hình này đã được các chuyên gia của Pantone đến và xác thực rằng là độ trung thực màu là cao so với thế giới thật. Chiếc màn hình này còn có độ sai màu là Delta E nhỏ hơn 2. Con số này càng lớn thì tức là độ sai màu càng cao. Và cái tiêu chuẩn nhỏ hơn 2 này là một tiêu chuẩn dành cho những chiếc màn hình đồ họa chuyên nghiệp nhất thời bây giờ. Đặc biệt hơn nữa là những chiếc màn hình dòng VP của Visionic đều được cân màu ngay tại nhà máy để đảm bảo rằng các bạn khi mà mở màn hình ra nó có thể sử dụng ngay lập tức, không hề tốn thêm bất kỳ một chút thời gian hay tiền bạc để cân màu lại. Một tính năng đặc biệt mà mình không hay thấy xuất hiện ở trên những chiếc màn hình cao cấp hoặc những chiếc màn hình chuyên nghiệp đó chính là chế độ dành cho người mù màu. Nói đơn giản thì đây chỉ là một filter để chỉnh màu sắc cho phù hợp với mắt của những người bị mắc chứng bệnh này. Và có tổng cộng là 3 chế độ, trong đó có 2 chế độ cho mù màu đỏ và xanh lá và 1 chế độ còn lại cho mù màu xanh dương và màu vàng. Để có thể đặt chế độ này thì chúng ta có thể điều chỉnh nó thông qua phần mềm V-Display Manager mà mình đã nhắc trước đây. ViewSonic cũng rất là quan tâm tới những người dùng khi mà họ đặt vào trong chiếc màn hình này, đó chính là chế độ Flicker Free và lọc ánh sáng xanh để có thể bảo vệ mắt, chống làm mỏi mắt của người dùng khi mà sử dụng trong một thời gian dài. Nói tóm lại thì với mức giá là dưới 10 triệu, bảo hành 3 năm chính hãng thì ViewSonic VP2768A là một chiếc màn hình có những điểm mạnh như là giá tốt này, được chứng nhận bởi Pantone này, phủ 100% giải màu sRGB này, có cổng Type-C hỗ trợ sạc, hỗ trợ mạng, hỗ trợ xuất hình và hỗ trợ cả xuất âm thanh nữa. Nhưng có những điểm yếu như là chân đế của họ có thể được làm bằng kim loại, có thể thay thế bằng một chân đế kim loại. Và cái nút menu này thì có thể thay bằng nút joystick. Nhưng mà các bạn có thể thay đổi những setting thông qua phần mềm V-Display Manager. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với sản phẩm này thì đường link sẽ nằm ở dưới mô tả. Và nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn tại một video sau. Yeah.